Một điều mình lý thú trong cuốn sách là chính lời khuyên của Bill Gates dành cho thanh niên, đó là điều khuyên thứ nhất. Điều khuyên khích lệ, củng cố niềm tin, đập tan những xiềng xích trong tâm hồn của bạn. Không thể nào hiểu hết được những nguyên nhân khiến cho bạn nghĩ rằng bạn không thể thành công, nhưng phải luôn giữ vững niềm tin, dù có thất bại cũng phải để thấy thất bại là như thế nào, kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng là thất bại. Bill Gates nói, nếu như bạn không có lòng tự tin thì bạn sẽ trở thành đồ bỏ đi, một xu cũng không đáng. Vì vậy, một người luôn khao khát thành công trước hết phải là một người có niềm tin sắt đá. Người thành công là người biết chiến thắng bản thân mình. Một tỷ phú thành công luôn sống trong một tâm hồn lạc quan. Họ sẵn sàng đối mặt với thế giới, với những nguy cơ tiềm tàng và những gian nan của cuộc sống. Họ luôn mang trong mình một tư duy tích cực, một tinh thần lạc quan yêu đời, một tinh thần sung mãn, một phong cách sống khoáng đạt để làm chủ cuộc sống của mình. Họ không ngừng vượt qua khó khăn, từ đó có thể gặt hái được những thành công. Nhưng những người thất bại thường là tinh thần lại trống rỗng, họ chịu sự chi phối của những nghi ngờ và những thất bại trong quá khứ mà họ trải qua. Họ luôn mang nặng những thất bại trong quá khứ đã trải qua, họ luôn mang nặng trong mình những cái tâm lý tự ti, bi quan, tâm hồn vô cảm, từ đó dẫn đến hậu quả là thất bại, là nô bót thất bại. Thông thường, tự ti, mặc cảm là cách đánh giá, nhận thức tiêu cực về bản thân, tự cho rằng ở một số lĩnh vực nào đó mình thua kém người khác, và từ đó nảy sinh ra ý định tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực. Những người tự ti, mặc cảm luôn cảm thấy rằng trong công việc của mình không bằng người khác, mất đi sự tự tin dẫn đến sự thất vọng và mất dần chí tiến thủ. Nếu một người mang trong mình cảm giác tự ti thì cuộc sống tinh thần sẽ chịu sự trói buộc nghiêm trọng, tri thức và sự sáng tạo sẽ bị ảnh hưởng và bị tan biến dần. Bill Gates đã từng kể cho một nhân viên của mình nghe câu chuyện ba đứa trẻ trong lần đầu tiên đến vườn sở thú. Khi đứng trước chuồng sở thú, một trong ba đứa núp sau lưng mẹ, toàn thân run rẩy, cứ nằng nặc đòi về. Đứa thứ hai đứng im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, nói giọng run rẩy, con không sợ đâu. Đứa thứ ba nhìn chằm chằm vào con sư tử, nói, con có thể chạm vào nó một chút được không? Trong thực tế, mọi người đều có thể dựa vào cách sống của mình, dùng cách của riêng mình để thể hiện sự cảm nhận của bản thân. Mặc cảm tự ti của mỗi người không phải là do lỗi nhận thức, mà là do họ không đánh giá bản thân mình. Những chuẩn mực hiện thực, họ tin rằng hoặc giả định bản thân phải đạt đến một chuẩn mực nào đó, tự ti, mặc cảm tác dụng phản lại chí tiến thủ của họ. Vì sự tự ti của một số người có phần quá khắt khe khi nhìn những khuyết điểm của bản thân, điều này thúc giục họ sửa chữa hoặc lấy những thành công khác để bù đắp vào khuyết điểm của họ. Như thế có thể rèn luyện tính chất cá tính của họ và là cơ sở cho những thành công sau này. Pele, một ông vua của bóng đá thế giới, trước khi thành danh cũng là một người rất tự ti. Khi ông biết rằng vì tài nghệ của mình mà được người ta gọi vào đội bang Santo, thì ông lo lắng bồn chồn đến nỗi cả đêm mất ngủ. Ông trằn trọc nghĩ rằng những ngôi sao trong đội liệu có chê cười mình không? Nếu như có chuyện gì xảy ra với mình thì làm sao có thể quay về gặp mặt được mọi người. Pelé cuối cùng đã tham gia vào đội bóng. Tâm trạng rối bời và sợ hãi lúc đó thật khó hình dung. Khi chính thức đi vào tập luyện, hai chân của tôi không tuân theo sự chỉ huy nữa, ông tâm sự. Ông đã gia nhập đội bóng nổi tiếng với cách đó. Ban đầu ông còn cho rằng khi mới vào chẳng qua là sự tập dẫn bóng, chuyền bóng, sau đó thì ngồi ghế dự bị. Nhưng không ngờ ngay từ trận đầu tiên, huấn luyện viên đã cho ông đá chính, lại đá ở vị trí trung phong. Pelé vẫn chưa hoàn hồn, đôi chân không thể nào không thể không 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 phải là của mình mà như mọc trên thân thể người khác vậy. Mỗi khi có bóng lăn đến là cảm giác như sắp bị mọi người lao tới vào đánh mình. Như thế việc xảy ra trên sân có vẻ gượng ép, nhưng ông không bắt đầu chạy trên sân, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông quên rằng mình đang chơi với ai, thậm chí quên cả bản thân mình. Ông đỡ bóng, tăng bóng, chuyền bóng như một thói quen.
Như thế đã hoàn toàn hóa thân vào thế giới của bóng đá. Sau này Pelé đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cầu thủ. Ông đã ghi hơn 1.000 bàn thắng và thành công vua của thế giới bóng đá. Pelé là chiến thắng được mặc cảm và tự ti của bản thân bằng cách quên đi chính bản thân mình, toàn tâm toàn ý vào việc đá bóng với một thái độ thản nhiên. Nếu như lúc đó lòng tự tin của Pelé mạnh hơn một chút cũng không đến nỗi phải chịu áp lực tâm lý như thế. Vì sao có tâm lý tự ti và mặc cảm như thế? Nguyên nhân là do quá xem trọng bản thân, trong đầu luôn băn khoăn về những ý nghĩ mọi người về mình, lại thấy những tiêu chuẩn hà khắc là thước đo đánh giá bản thân, như thế sẽ cảm thấy mặc cảm, tự ti là điều tương đối dễ hiểu. Cách mà Pelé vượt qua mặc cảm tự ti dạy ta rằng không nên để ý đến những hoài nghi, cho rằng ta không thể thành công mà luôn tiến về phía trước, cho rằng cuối cùng có thất bại thì cũng phải xem sao, có thể kết quả không phải là thất bại, chẳng bao lâu bạn có thể vượt qua được sự mặc cảm, tự ti, sợ hãi và trở thành chính mình, sống cuộc đời lạc quan và tự tin. Cuộc sống là những hình ảnh tinh thần do con người không ngừng sinh ra và thể hiện trong những phẩm chất cuộc sống của chúng ta. Nhưng chết nói, mặc dù lột bỏ hết áo quần trên con người tôi, ném tôi vào sa mạc mênh mông, nhưng chỉ cần có một đoàn buông đi qua là tôi có thể trở thành tỷ phú. Một thái độ lạc quan với cuộc sống quan trọng ở chỗ có một trái tim yêu đời, phóng khoáng, hạnh phúc và bình yên. Chúng ta đều biết rằng trên thế gian này không có thiên đường hay địa ngục thực sự. Thiên đường hay địa ngục chẳng qua là do phản chiếu tâm hồn con người hoặc là sản phẩm tưởng tượng. Hạnh phúc và đau khổ, thất bại và thành công của cuộc sống con người hoàn toàn do thế giới hiện thực mang lại, và một phần nào đó là nhân sinh nhân quan của con người hiện thực, đồng thời là do cách nhìn vấn đề của chúng ta. Mọi đau khổ buồn phiền có thể xuất phát từ quan điểm này. Chưa giới học trung học, ông nhận được điện thoại từ một trong những công ty lớn toàn quốc, công ty sản xuất quân dụng TRW. Ông đã đi phỏng vấn để thực hiện ước mơ của mình. UZ đã thuyết phục nhà trường cho phép ông tham gia phỏng vấn. 3 tháng sau, ông trở lại nhà trường. Ông phải học bù những bài học mà thời gian trước ông đã bỏ, đồng thời phải tham gia quy trình. Với ông, tin học không có vấn đề gì, còn các môn khác là cũng theo rất nhanh. Kết quả môn tin học chỉ đạt điểm B. Nguyên nhân không phải là do ông thi không tốt, ông thi với số điểm rất cao, mà là do môn này ông chưa hề đi nghe giảng theo quy định trong tiêu chuẩn. Thái độ học tập của ông bị trừ điểm. Bill Gates không hề oán giận mà chấp nhận được hiện thực bất công này. Đồng thời, ông luôn mang trong mình tinh thần lạc quan cao độ, tập trung toàn bộ tinh thần cho công việc mã hóa các con số. Ông trở thành một lập trình viên mà tài xứng với danh thực. Đây là điều kiện để tạo lập cơ sở vững chắc, kiến thức phong phú để sau này ông trở thành một nhân vật tầm cỡ thế giới. Cuộc sống luôn là thế, chỉ cần chúng ta bỏ mặc đi những điều không vui ra ngoài, chúng ta sẽ gặt hái được những thành công. Nhưng như thế nói, công bằng không phải là lúc nào cũng tồn tại. Trong mọi mặt của cuộc sống luôn có những số điểm không như chúng ta mong muốn, nhưng chỉ có thể thích nghi với chúng, kiên quyết với chúng thì cuối cùng mới thu được thành quả ngoài sự tưởng tượng. Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn lạc quan, tự tin, khích lệ vào bản thân. Đừng quá bi ai sầu cảm. Chúng ta đều cho rằng mỗi việc hoàn toàn không phải do cơ tạo xoay vần mà do chính bản thân chúng ta tạo ra. Họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng nổi tiếng Fresco của cuộc đời đã vẽ hơn 800 bức tranh sơn dầu và 700 bức tranh phác họa. Nhưng toàn bộ tác phẩm của ông chỉ bán được một bức. Cuộc đời của ông là cuộc chiến chống lại sự nghèo đói và khó khăn. Trong suốt 17 năm gắn bó với sự nghiệp vẽ, sự nghiệp vẽ ông không hề quan tâm đến những lời bình luận xung quanh. Ông chuyên tâm vẽ lên suy nghĩ của mình, nhận thức về thế giới. Ông biết rõ một điều rằng đó mới là sự nghiệp và sự sống của ông. 10 năm sau khi ông mất, lịch sử thế giới lại bước sang trang khác. Các tác phẩm của ông đột nhiên thu hút sự chú ý, cho đến bây giờ cũng thế. Các tác phẩm của ông đã trải qua hàng ngàn năm kiểm định nghệ thuật, trở thành những tác phẩm đắt giá nhất trong lịch sử bán đấu giá của thế giới và thành vật sưu tầm của các bảo tàng nổi tiếng trên thế giới. Và cô không thay đổi, các tác phẩm của ông cũng vậy. Chỉ có con người đi từ không nhận thức đến nhận thức,
đi từ ngoài vào trong, bước vào thời đại trước mà ông không đã không thể hiện. Như thế mới là cảm nhận được âm hưởng kỳ lạ, cảm nhận được giá trị vô giá ẩn sâu trong tác phẩm của Paco. Cuộc sống đời đời những bất công, điều này có thể làm cho nhiều người phiền lòng, nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên chúng ta lại phạm phải một sai lầm, luôn cảm thấy tiếc thương cho bản thân hoặc là cho người khác, luôn cảm thấy cuộc sống là công bằng, hoặc là có một ngày nào đó sẽ trở nên công bằng. Nhưng thực tế không phải như thế, hiện tại cũng không, tương lai cũng không. Và nhớ ra rằng một điều, mọi việc đều là không thể thay đổi. Vậy tại sao không dũng cảm vui vẻ mà chấp nhận? Chỉ cần chúng ta có thể dũng cảm vui vẻ đón nhận sự việc thì trạng thái cuộc sống con người khó có thể thay đổi một sớm một chiều. Người ta có thể dựa vào tinh thần sức mạnh để điều chỉnh những cảm thụ về tâm lý, nhưng cuộc sống không phải là không thay đổi được, mà từ bản thân của một con người phải nắm bắt điều chỉnh. Cuộc sống không ngừng vận động sáng tạo những ý tưởng và được thể hiện trong các tác phẩm. Số phận của con người, thành bại trong cuộc sống của mỗi con người là do cách chúng ta duy trì sự hài hòa cuộc sống như thế nào. Có thể chiến thắng được mọi kẻ thù gây cản trở đến tinh thần hiệu quả cuộc sống hay không, thế giới hoàn cảnh của một con người là do họ tự tạo ra. Từ họ có thể loại bỏ được tâm lý mặc cảm, tự ti, lo sợ cho tâm hồn trong sáng và an bình, đồng thời với một tư tưởng lạc quan, vui vẻ yêu đời sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác thoải mái, hạnh phúc, hướng thượng. Nó cũng có thể mang đến chúng ta niềm tin, niềm hy vọng, dũng khí và động lực mới. Điều thứ ba là hãy để niềm tin giúp bạn mở cánh cửa thành công. Chúng ta có thể làm đến cùng hay là chịu giá tràng xe cát, chúng ta nhất định sẽ làm đến khi nào nó thành quả mới thôi. Hạnh phúc và thành công của đời người phụ thuộc vào việc chúng ta có thể trưởng thành một cách vui vẻ bằng cá tính trời cho của mình hay không. Chúng ta không hề có chịu trách nhiệm phải ngưỡng mộ hay tán dương hạnh phúc thành công của người khác, mà chúng ta cần phải cần hưởng thành quả của chính mình tạo ra. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn chưa chắc có một tố chất, hoàn cảnh, cơ hội người khác. Nhưng đừng vội vàng buồn phiền vì bạn có tố chất, hoàn cảnh, cơ hội riêng bạn. Chỉ cần mà có niềm tin tất thắng thì thành công sẽ ở trong tầm tay bạn. Bill Gates thường nhủ thầm rằng chỉ cần có thành công, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ trở thành tỷ phú. Và ông dựa vào niềm tin sắt đá đấy. Ông đã viết nên có câu chuyện thần thoại trong thế giới phần mềm. Chúng ta đều biết rằng Bill Gates và Bill Clinton đều có những thành công rực rỡ. Trên con đường dẫn tới thành công của mỗi người là khác nhau. Điểm giống nhau ở đây là nguyên tắc, là lý tưởng, là bước tiến vững chắc, là tinh thần không ngừng học hỏi, là niềm tin tất thắng. Người chủ trương trong tác phẩm Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, Jack London trong tác phẩm Gió Tuyết Nguyệt Mù dường như đã vô vọng, nhưng niềm tin và sự dũng cảm và tuyệt vời đã thổi bùng lên trong anh ngọn lửa hy vọng. Anh biết rằng anh không thể chết, anh phải tiếp tục sống, anh phải vượt qua được muôn trùng bão tuyết, giành lại sự sống từ tay thượng thần. Niềm tin sắt đá có thể biến thành cái không thể thành những cái có thể, biến bạn thành một người chiến thắng. Nếu một người biết dùng trí tuệ để giải quyết những nguy cơ thì có thể tìm thấy được giá trị khả quan từ chính nguy cơ đó. Cho dù là thách thức hay khó khăn đều là yếu tố giúp chúng ta trưởng thành. Một người nếu có niềm tin sắt đá có thể chiến thắng mọi trở ngại, chỉ cần kiên trì nhẫn nại là do thật tốt. Coi như niềm tin trong bạn đã được khai thác, tạo ra một con người mới, một diện mạo mới. Cần phải đặt ra mục tiêu mang tính liên tục, cần phải nỗ lực để thực hiện nó. Quá trình này sẽ được đánh thức nhiều hơn niềm tin tiềm năng trong bạn. Thông qua cả quá trình đó đã tạo ra sự nghiệp vĩ đại là điều hoàn toàn có thể. Bên cạnh đó, một người trong cuộc sống không hề có một mục tiêu nào, thiếu vắng niềm tin, không chủ động lựa chọn cho mình một con đường thích hợp, một người không hề hiểu gì cho bản thân mình, không thể tự mình tiến thủ, tự mình phấn đấu, tự mình thực hiện công việc, không có niềm tin sắt đá làm cơ sở hậu thuẫn cho con đường phía trước thật nhiều trong gai. Niềm tin tưởng như kim chỉ nam trong bản đồ chỉ rõ mục tiêu mà chúng ta cần đi tới. Bởi vì chỉ có sức mạnh do niềm tin mang lại thì mới dễ dàng khiến chúng ta mạnh hơn. Lịch sử loài người xét một cách cơ bản là lịch sử của niềm tin. Một số như Galileo, Newton
hoặc là con nữ là những người thay đổi lịch sử, mà còn là những người thay đổi niềm tin của chúng ta. Nếu ai đó muốn thay đổi bản thân thì hãy bắt đầu bằng việc thay đổi niềm tin, đặt niềm tin lên hàng đầu. Bill Gates thường nói, chúng ta sẽ làm đến cùng hay là chỉ sẽ giả càng sẽ khác. Chúng ta sẽ làm tới khi thành quả mới thôi. Hoàn cảnh, môi trường sống của mỗi người có tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của mỗi người. Trong một căn phòng sạch sẽ, tinh tương, bầu không khí tự nhiên mới mẻ sẽ khiến chúng ta cảm giác bình yên, thoải mái. Ngược lại, một môi trường bẩn thỉu, chật hẹp sẽ tạo cho con người ta cảm giác khó chịu, tâm trạng thất vọng. Càng cần ở một môi trường yên tĩnh, hít thở đầy không khí trong lành. Nếu như bước ra ngoài trời, hít thở không khí bầu trời không khí trong lành, thư giãn tâm hồn, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, tự nhiên chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, khao khát được sống, được công hiến hơn. Sau Mách đã từng nói, một người có niềm tin sức mạnh mà họ bộc lộ ra tương đương với 99 người, trong khi họ chỉ tồn tại sự hứng thú. Điều đó giải thích tại sao niềm tin có thể tung cánh dẫn đến cánh cửa thành công, trong khi khi trong lòng chúng ta niềm tin có thể truyền được mệnh lệnh chỉ huy hệ thống thần kinh. Chúng ta sẽ vô tình rơi vào trạng thái tin thật sự, vì niềm tin có thể đánh thức sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong mỗi con người. Vì vậy, củng cố vững chắc niềm tin có thể tạo ra nguồn sức mạnh to lớn hướng đến một tương lai huy hoàng. Vậy là đã xong và đã tìm hiểu xong ba điều mà lời khuyên của Bill Gates dành cho các bạn thân yêu. Tác phẩm thì do chính Bill Gates viết.